giờ có bầu á, ngủ 9 giờ chưa dậy, 10 giờ chưa dậy. Giờ mình thấy dơ quá, mình tức mình la là ở luôn tới 12 giờ nấu cơm xong. Mai ơi, mai con xuống ăn cơm không? Thôi con xuống ăn là dặn trong bụng lắm. Dạ. Nhưng mà có cái khôn á, bắt đầu ở trên lầu đi xuống là má ăn cơm chưa má, con giận cơm má ăn nghe má, ăn gì má con mua, là đi vô buồng nằm nói chuyện giống hai mẹ con vậy đó. Cái mình hết giận còn hơn con gái nữa đó. Dạ. Coi như nhà đó hai trai một gái mà mấy đứa con á ít có nói chuyện với mẹ lắm, mà dâu nói nhiều, vô trong buồng nhiều khi nói nhiều quá muốn đuổi thì đi lên tao ngủ. Là thấy ai mà bạn của chồng đủ lắm đã giấu đi, đừng nói đi, qua cái cơn nó nói em quên không anh chỗ đó đi vũ đi nhậu anh rồi là sửa soạn hai vợ chồng đi luôn. À, lần đầu tiên á không có ấn tượng mấy, tại cũng đi sớm về khuya về á, rồi nó ở trên lầu không mà nó xuống, cái bữa nó xuống thấy sao không mắc buồn rồi cũng không ấn tượng. Rồi đi làm cái chiều về, cái bữa nó nghỉ làm mình mới hỏi à, con đâu, mới kêu xuống nói chuyện, hai mẹ con nói chuyện, nói con quê Kiên Giang, hỏi con lên đây làm gì, nói con vừa làm vừa học. Dạ. Rồi thấy mắc buồn chứ nghĩ cũng lớn tuổi chứ không biết nhỏ tuổi nữa, mình mới hỏi vậy con lên đây con ở với ai. Cháu mới nói á là ở với bà chị đi làm với đi học nghề, anh Mạnh ảnh quen con, ảnh kêu con về đây ở, thì núp về nhà ở mà núp trên lầu á, thì mình đi làm mà sáng đi cái tới khuya mới về. Dạ. Ít có gặp mặt lắm, cái bữa gặp mặt mới kêu mới nói chuyện, hai mẹ con mới biết đó. Ủa mà nó núp trên lầu lâu chưa mới biết vậy? Ở tuần à. À. Rồi mình mới thấy tội đó, thì nói thôi con ở đây con đi học nghề nha, rồi mới mua chiếc xe cho đi học nghề. À, ở đi học nghề đi cho biết nghề đi vài năm nữa. Rồi mẹ xuống dưới nhà, mẹ nói chuyện, mẹ mới làm đám cưới. Nhưng mà lúc đó cô chấm cái nàng dâu này chưa mà có mua xe này kia hết chưa? Chưa có chấm, nhưng mà thấy khổ, à, thấy mướn nhà, thấy tội nghiệp. À, rồi tới bao lâu nó khai hoa nở nhụy đứa đầu tiên? À, coi như một năm, là tính 3 năm mới cưới. Dạ. À. Tại hỏi lại thì thấy cũng còn nhỏ tuổi, giờ mới 18 tuổi à, năm nay 23 tuổi, 19 tuổi có bầu đó, rồi. Là đi xuống nói luôn. Mai có bầu xuống nói sớm không có... chắc chờ tới 2-3 năm thì nào có đẻ là xuống luôn. Lần đầu tiên á, cái điều gì để lại ấn tượng trong chị không? Nhìn mẹ dữ lắm nên em cũng có hơi sợ, tại vì mẹ nói chuyện á là cũng hơi lớn tiếng lắm. Rộn ràng chứ dễ thương mà đâu có dữ gì đâu. Cái tiếng ào 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 nên người nào mà lại chơi á nói mẹ chồng dữ lắm, nhưng mà thật sự mẹ chồng làm dâu cho con dâu á. Cha sướng dữ vậy ta. Em về làm dâu 5 năm em vẫn chưa biết nấu ăn. Ngày á có hai cử. Dạ. Quét nhà hai cử, lau nhà hai cử. Dạ. Sáng á 7 giờ, 8 giờ là dậy, mình dậy xong mình đi chợ, đi búa, đi chơi ngoài chợ một chút. Dạ. Tại vì phải giữ cháu. Rồi đi chợ về là nấu nước. Dạ. Một chục là ăn, nói con ở nhà nha, quét nhà lau nhà, muốn đi ngủ nữa lên ngủ nha, là không đâu, giờ có bầu á ngủ 9 giờ chưa dậy, 10 giờ chưa dậy. Giờ mình thấy dơ quá mình tức mình la là ở luôn tới 12 giờ nấu cơm xong. Mai con xuống ăn cơm không? Thôi con xuống ăn là dặn trong bụng lắm. Dạ. Nhưng mà có cái khôn á, bắt đầu ở trên lầu đi xuống là má ăn cơm chưa má, con giận cơm má ăn nghe má, ăn gì má con mua, là đi vô buồng nằm nói chuyện giống hai mẹ con vậy đó. Cái mình hết giận. À, chứ không thôi là giận luôn rồi đó. Hay. Dạ. Hai mẹ con hợp nhau điều gì nhất? Nói hợp về cái ăn nhiều nhất. Nhà không ai biết ăn mắm. Dạ. Mua mắm về là hai mẹ con ăn. Nhà không biết ai biết ăn rau phóng hết. Hai mẹ con ăn rau sống nhiều nên hai mẹ con hợp cái ăn. Các sửa soạn nhiều khi cũng hợp. Mẹ sửa soạn hỏi con sửa soạn hỏi mẹ đẹp không? Dạ. Nhưng mà mẹ sửa soạn là không bao giờ được chê. Mẹ mua bất cứ một cái thứ gì là không bao giờ được chê, cứ khen đẹp trước đi rồi tính sau. Nhưng có khi nào mà mình lỡ mình chê không? Dạ có, em thì em không có dạng mẹ nhiều, em thẳng tính lắm nên nhiều khi á em cũng nói xấu rồi này kia, xong rồi mẹ mà la lại là em đi thẳng lên lầu luôn. Nhiều cái chơi mình biết thấy nó già giờ tôi phải mua giống già, đâu phải mua giống mày được, mày trẻ thì mày mặc mày xem mà biết xấu rồi là nó chơi xong là mai đem dẹp luôn không mặc nữa. À, dạ. Mặc đồ này nổi không? Mẹ thì lúc nào cũng đẹp rồi, trong mắt lúc nào mẹ cũng đẹp hết. Hôm nay mẹ mặc bộ đồ này nổi không? Không có chê nha, không có chê. Chắc lúc mà cưới về tâm sự nhiều lắm cô hả? Còn hơn con gái nữa đó. Dạ. Coi như nhà đó hai trai một gái mà mấy đứa con á ít có nói chuyện với mẹ lắm, mà dâu nói nhiều, vô trong buồng nhiều khi nói nhiều quá muốn đuổi thì đi lên tao ngủ mà không dám đuổi. Lúc bắt đầu quen với mẹ rồi, sáng là cứ xuống dọn dẹp nhà xong là mẹ đi chợ về làm ba mẹ nấu, ăn cơm xong là chui vô phòng mẹ chứ không có lên lầu, chồng về ăn cơm thôi chứ hả có khi tối cũng ngủ với mẹ, nhiều khi đi lên lầu.
Bởi nhiều khi anh Linh biết muốn nói con á, làm phải có trách nhiệm. Một ngày hai lần quét nhà, hai lần có cái bổn phận đó à. Dù đi làm, giờ bầu không làm nè, thì cũng phải làm như vậy. Mà dù có đi làm cũng 6 giờ phải dậy quét nhà giữa chén xong mới đi làm ha. Dạ. Không, thích thì làm, vui buồn lẫn lộn. Không thích. Lời nói của mình nói không biết hiểu không chứ cũng nói hoài. Làm phải có trách nhiệm chứ, hiểu có bổn phận mà chứ. Không thích. Tại mẹ nấu ăn ngon quá mà. Đúng, nấu ăn ngon với là ăn lạ. Dạ. Nhiều khi không cho nấu là vậy, sợ nấu mặn quá người lớn tuổi ăn cũng không được tốt. Dạ. Nhưng mà mẹ nấu là không được chê nha. Bữa đó nói mẹ là thèm bún ăn vịt, tới giờ 4 năm chưa được ăn lại một món đó. Ủa sao vậy, chê hả? Tại dạ. Tại vì hôm đó mẹ để quên á, vịt nó bị rã rời ra luôn. Thành ra nó dở quá thì phải chê. Là tới nay luôn mẹ chưa nấu lên một lần nào luôn. 4 năm rồi. Mình mà không ăn á thì bảo đảm mẹ sẽ không mua luôn. Cho nên cứ gán ăn. Mà ăn hoài mẹ mua hoài. Chê là không nấu, thà là bỏ mứa đó đó. Xong rồi là mẹ biết là ngán rồi, mẹ sẽ dài hơn mẹ sẽ đổi lại. Mấy mốt mà mẹ có la em á, em chê mẹ mới nói trời ơi phụ nữ la là xấu lắm. Mà bảo là mẹ không bao giờ la nữa luôn. Thôi đi, lúc đó là cái nhà nó sẽ bùng phát luôn. Có một hành động mới thoải mái nè. Mà nhiều cái nói không hiểu không nghe, lì lắm. Ví dụ là gì cô? Ví dụ bữa đó chủ nhật đi, muốn ăn cơm tiệm, cơm hàng, cháo chợ thì nói má ơi bữa nay tụi con không ăn đâu. Dạ. Để mình khỏi nấu hoặc mình nấu ít, nấu cho một đống về bữa đó đi ăn cơm hàng, cháo chợ, đi mua đồ ăn. Tại mấy ngày chủ nhật là hay có tiền, thứ bảy hay đi chơi. Là đổ một nồi, mà nếu tiếc á không đổ là mai mình ăn chết luôn. Mình đổ thì công vừa của vừa tiền. Bởi nhiều khi nói á, không ăn thì nói báo cáo. Không phải muốn ăn thì ăn, không muốn ăn thì nhịn. Mà nấu tiếp cái sợ con nó dễ đi làm. Nhà em anh Linh biết không, mười mấy hai chục năm là không bao giờ không ăn cơm ngày hai bữa. Con cái là bu lại ăn hết. 11 giờ rưỡi chưa ăn, 5 giờ rưỡi chiều ăn. Hay á nha. À, cái này là rất là hay luôn á. Cho nên điều lắm. Dạ. Mà bữa nào tụi nó chơi không ăn rồi đó, đó là nó ma má ăn đi là dặn vô bụng. Tại mình nấu cái cực quá. Bao nhiêu đó dạ. Là bao nhiêu đó rồi. Mà ví dụ như nấu hôm nay đi mà còn lại hoặc không ăn á, ngày mai hâm lại là không bao giờ ai gỡ đũa vô. Ba hay chồng hay là em không bao giờ đụng tới đũa một miếng nào luôn á. Là đổ hoàn toàn luôn. Có bao giờ chở mẹ đi đâu chơi không? Dạ mẹ chở không ạ. Mẹ chở đi mà mẹ tài lanh tài lẹt. Hồi nào giờ ông xã ông chở đi chùa không à. Dạ. Nhà đi lên Phật Cô Đơn chắc khoảng 15-17 cây gì đó. Mẹ chở con đi 4 tiếng tưởng lạc trong rừng mình đường. Mà tài lanh hai mẹ con đi từ tối Long An luôn đó. Trời tối chết rồi không biết về được tới nhà không à. Ở lạc ở trong bụi cỏ, mấy bụi cỏ mà khu đất cỏ không à. Tính đi đường tắt quẹo chở lại mà đi hồi sao thấy cỏ không thấy người. Cái gì chăm sóc con cái á, thì con chăm sóc hay là mẹ chồng chăm sóc? Con cũng chăm sóc nhưng mà mẹ thấy cái gì mà không vừa ý á là mẹ tự làm, nấu ăn đồ cho con hay là đồ ăn sáng này kia là đa số là mẹ. Đứa nào mà ăn nhanh gọn á mẹ khoái lắm, ngày nào mẹ cũng mua, ngày nào mẹ cũng đút. Mà đứa nào mà ăn đã lì rồi á là con mẹ tự đút đi, tại vì ngồi mấy tiếng đồng hồ đút nó lâu quá. Nổi. Dạ. Chiều cũng chiều mà la cũng la, mà gầy cũng gầy, phạt cũng phạt, mà nó vẫn vậy. Có tranh cãi chuyện chăm sóc mà với mẹ không? Mình cũng hiểu, nó quýnh con trước mặt cũng nói để cho nó dạy xong xuôi rồi mới nói. Ổng được quýnh nha, tụi bay á, nó nhỏ biết gì tụi bay cứ hiếp nó không. Bởi nó đeo bà nội nhiều. Dạ. Đeo mẹ ít lắm. Bà nội là chưa bao giờ đánh cháu. Cho nên thành ra là cứ hễ hả, ví dụ như mà pha nước cho nó uống đi, nó thắt, nó đổ hết, nó làm đổ hết. Chứ mới có la nó thôi là mình dọn trước đi, rồi mình đánh nó sao hay gì là chạy vô mấy bà nội. Ở nhà thì vậy chứ cũng cực lắm, nội trợ đâu phải dễ. Bốn đứa cháu mà nó đeo hơn đeo ba má nó, đến giờ nó kêu ba má nó chở xuống chơi với bà ngoại. Rồi hai đứa cháu nội, hai đứa cháu ngoại mà cực cực khiếp lắm. Mà đứa nào nó ăn lẹ mình còn xiên đút, đứa nào nó lâu thôi cho ba má mày đút nó cho. Thôi vậy, về khỏi tranh cãi gì hết ha. Theo ai để người đó chăm sóc cũng được. Nói chung á về có vui. Tại hồi xưa giờ con mình nó không có gần gũi với mình nhiều, nó không có tâm sự mình. Nó đi về quê mấy bữa là buồn nhớ. Giống như là có người về để đi nói chuyện á. Yeah. Cái lì với cái lười. Lười. Đi lâu quá thấy ủa không ai lì với mình ba ta. Tại vì quê con xa lắm cho nên thành ra mỗi lần về á là phải ít nhất á là 3 ngày cho tính 1 tuần mới lên. Ở đâu? Dạ ở Kiên Giang á, tới lặn trong rừng U Minh lặn. Mà đi thẳng luôn á, mà đi xe đò là phải 8 cho tới 9 tiếng. Cho nên thành ra mỗi lần về là ở dưới hơi lâu với ba mẹ xíu. Bây giờ thì chồng con có gửi cho lá thư để chú Linh đọc thử coi chồng con viết gì đây. Vợ ơi,
em hãy cố gắng chăm lo cho con giùm chồng, dậy sớm phụ ba mẹ việc nhà chút, bớt ngủ lại chút. Con cảm ơn mẹ đã chăm lo cho gia đình nhỏ của con thời gian qua nhiều lắm. Chồng cảm ơn vợ đã bên chồng 5 năm qua và mãi mãi về sau nha vợ. Chồng yêu vợ nhiều lắm. Ký tên Nguyễn Hữu Mạnh. Sao lại khóc? Có điều gì trong lá thư này mà làm em khóc? Dạ không. Con á, ít lắm, nó ít tâm sự, ít lắm, ít nói. Vợ nói được vậy chắc vui quá. Dạ. Viết cũng ngắn nhưng cũng đầy đủ xúc tích. Ít nói lắm, nhà ba đứa con chứ nó ít nói. Ít nói nhưng mà dưới màu em là được rồi. Ấy cũng có nhiều cái cũng muốn á, con đổi tánh lại, siêng một chút. Làm cái gì phải có cái tâm một chút, làm cái gì là phải làm đúng, chứ đừng có thích thì làm, thích thì thôi. Đó. Để sau này nhiều khi mẹ còn giao việc, giao nhà, giao cửa, giao cho dâu lớn. Đúng mà. Đúng rồi. Nhà. Đó, giờ chỉ mong vậy đó. Còn mong gì nữa không? Cô nói luôn đi. Mong hai vợ chồng á bớt nói lớn tiếng thôi, chứ cũng chưa có cái chuyện gì mình ấy, bớt để hai vợ chồng hạnh phúc. Chứ nhiều khi thấy hai vợ chồng lớn tiếng cũng buồn lắm. Có dâu có dễ rồi mới biết. Đúng rồi. Cứ rụt rịch là cái bụng mình thót tim á. Dạ. Lười không buồn. Thật sự nói đây không phải lười không buồn. Lì không buồn. Không, lì cũng không buồn. Ai biết mệt. Nhưng mà buồn cái là hai vợ chồng gây lộn là buồn đó. Tại mình cũng còn sức, còn làm được. Nhưng mà từ nay trở đi phải ráng. Giờ có cái nữa, làm tiền không biết giữ. Bao nhiêu hết nhiêu ăn hết luôn. Chứ nhiều khi còn nói mẹ kẹo. Kẹo mới có, kẹo đụng chuyện gì mới có. Kẹo hai mình nói chồng ăn ít không ai biết. Rồi giờ mong á, mong cái Hà Tiện là nhiều nhất. Làm 10 triệu ăn 8. Còn chừa 2, đó là chừa bèo á, chứ là ăn 2 triệu 8 á, phải không? Nhiều khi chồng con lớn con tặng 8 tuổi là chồng con á, cứ gì nè kêu gì để dành tiền lỡ bệnh hoạn hay ba mẹ ở quê có gì còn có tiền mà gửi. Chứ mẹ thì không lo bao đúng. Giờ lấy 1 ngàn nào mà mẹ còn cho lại thôi. Chồng, ôi có mẹ mà. Yên tâm đi. Hai chồng đó. Có chồng mẹ mà. Mình trên cơ mình thấy biết lắm. Chồng chưa đi nhậu đâu, chồng về là thấy ai mà bạn của chồng đủ lắng lẽ giấu đi, đừng nói đi qua cái cơn nó nói em quên không. Anh chỗ đó đi vũ đi nhậu anh. Rồi là sửa soạn hai vợ chồng đi luôn. Mình nói thôi im đi phải không, giấu đi để qua đi, rồi ta trễ quá ta nhậu hết. Ta đi về mình khỏi nhậu. Không mà lúc này cũng bớt rồi, bớt về vũ đi nhậu la hoài. Nói chứ cũng thương chồng quá. Chồng người ta nhậu về nhiều khi còn nhai hay còn này kia nọ, chồng em không có. Vậy hả? Nhiều khi chồng em mà đi nhậu về lăn ra ngủ. Hôm nay thì em muốn nói gì với mẹ? Em sống trên đây á, có nhờ cậy mẹ, bệnh hoạn của mẹ, sanh đẻ của mẹ. Luôn cả cái lúc đi sanh á, ly theo cái kiểu mà có kính thấy hình á. Mà mẹ ngồi đâu còn ghế trên đâu mà ngồi, mẹ ngồi ở dưới. Thấy thương mẹ lắm. Thương đúng không? Thấy mẹ chồng thì thôi chứ một con người rất là tình cảm luôn. Bây giờ đứng lên hứa với mẹ đi. Hứa với mẹ nãy giờ mẹ mong muốn đó. Con hứa mẹ là từ nay con sẽ cố gắng, hoặc là con sinh xong con sẽ cố gắng hai chồng làm tiết kiệm tiền lại để lo cho hai đứa nhỏ. Với lại về nhà thì con sẽ cố gắng nhiều hơn. Con thương mẹ nhiều lắm. Dâu có nói với chương trình á là đã lâu rồi chưa bao giờ tặng mẹ cái gì cả. Rồi hôm nay đó có món quà này, em nói với mẹ điều gì đi. Con biết mẹ rất là thích tâm linh hay là mẹ hay tin về Phật nhiều. Hồi đó giờ con cũng chưa tặng mẹ cái gì có giá trị cả. Nay con có mua cái mặt Phật, con tặng cho mẹ. Mẹ cảm ơn con, quá đẹp. Wow. Có thể mẹ đeo cái đó để luôn luôn nhớ về con dâu. Mừng lắm, nói là 50 năm mới lần đầu tiên dâu chẳng tặng quà đó. 50 tuổi thôi. Mẹ toàn là tặng cho con mà. Mẹ tặng cho con nhiều lắm, từ quần áo cho tới vòng vàng hay gì mẹ cũng cho. Con chưa cho mẹ chuyện gì bao giờ cả. Một người mẹ rất là đáng yêu. Hai người thì cố gắng kết nối với nhau nhiều hơn nữa nha. Mẹ nói để con sửa thôi, chứ mẹ không có ghét bỏ gì con hết đó. Lúc nào con cũng là con của mẹ. Con khóc này là không phải là gì con tức giận gì cả. Con nói thương mẹ nhiều hơn. Tại ở trên đây con chỉ có một mẹ thôi ạ. Đúng rồi. Đâu có ai trên đây đâu đúng không? Dạ. Nếu không có mẹ thì ai sẽ lo cho em trong những ngày tháng sinh đẻ như thế. Cảm ơn những bà mẹ chồng rất là tuyệt vời. Một kỷ niệm của chương trình gửi tặng cho gia đình. Con cũng xin được thay mặt chương trình gửi cho cô và em một ít quà.
Alabio với thành phần 5-ALA được chứng nhận lâm sàng về hiệu quả tăng cường chuyển hóa đường thành năng lượng, giúp ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị đái tháo đường. Còn đây là một năm sử dụng nước giặt xả đậm đặc thế hệ mới 6-1 Carefor. Sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan bởi công ty THT Việt Nam. Carefor gắn kết yêu thương thơm còn mãi. Còn đây là một chiếc Smart TV 32 inch trị giá 4.690.000 đồng của thương hiệu Akino của công ty cổ phần Quốc Ngọc Anh, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt. Xin cảm ơn cô và em đã đến tham gia chương trình ạ. Bà Tư khó lắm, mày hậu đậu về làm dâu 3 ngày chắc mày đi ra ngoài quá. Má đừng rửa chén để con rửa, má xuống rửa quậy hồi để hai cái tô. Con sanh nở còn yếu, má bưng tới cho con ăn là cái chuyện đó bình thường, con đừng có ngại. Xin mời. Đó, chào bác à. Chào chị. Dạ con chào bà. Dạ. Mời bà ngồi, chào cô ạ. Dạ xin mời cô ngồi. Con rất vui được chào đón bác với lại chị đến tham gia chương trình ha. Dạ. Xin mời bác giới thiệu về mình ạ. Hai em xin xinh đẹp. Dạ. Con cũng xinh đẹp nữa cô. Đẹp. Chào quý vị khán giả, tôi tên là Nguyễn Thị Tây, 82 tuổi, ở Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Hồi đó giờ mình ở thành phố Hồ Chí Minh luôn hả bác? Dạ, hồi xưa thì bác ở Đồng Tháp. Dạ. Nhưng bác về lên đây 17 năm rồi. Dạ. Xin mời cô ạ. Xin chào hai MC. Rất là duyên dáng, rất là dễ thương của chương trình. Dạ. Anh Đường Linh và bé Lê Lộc. Dạ. Mình tên là Trần Thị Kim Thanh. Năm nay mình 51 tuổi, mình đến từ Vĩnh Long. Dạ. Hiện là mình đang công tác tại Ngân hàng Công Thương Vĩnh Long. Mình làm dâu của má được 29 năm. Wow. 29 năm, một chặng đường rất là dài luôn. Bác còn nhớ 29 năm mà bác gặp cô dâu này thì bác thấy thế nào? Đứa con trai nó về nó có nói. Dạ. Con có quen với một cô này nhưng mà con thấy được này để nào má lên. Dạ. Tới Sở Giạc để đi qua bên một con sông, đi xa lắm mới tới nhà bé này. Vô thì gặp bà mẹ mới nói: chị ơi, chị đến đây tôi mừng quá, tôi thương thằng Sơn lắm, là con trai của bác. Dạ. Chị đi ra chợ chị mua đậu hông 5 phân vô tôi gả hàng ngày, con Thanh cho thằng Sơn tôi nói đâu có được, để về sắp xếp làm chị với bác. Chị xui đâu có làm chị vậy. Dạ. Dạ, cái về mà nói với má, cái má nó thôi con đi lấy đồ ra, có 3 thằng con trai lúc ra. Má nó còn đi nhận luôn 3 đôi bông một lần một, rồi để từ từ cưới cho mỗi đứa một đôi bông đàng hoàng. Rồi bác mới xuống Vĩnh Long nó lại tiệm ngọc, nó kêu anh nhận cho tôi 3 đôi bông mà cho đàng hoàng nghe, cái này tôi cưới dâu nha. Cái này tôi cưới dâu à. Anh nói được rồi, chị vô đây cái tội nghiệp để các bạn đây, bác ngồi đây, ngồi để anh nhận cho bác. Nhận bông rồi làm đôi bông á, nhận cái bông dạ. vô trong cái vàng á. Dạ. Còn 3 đôi bông luôn à, tức là 3 cô dâu là mỗi cô dâu dạ. 1 đôi bông. Dạ, phải có 1 đôi bông. À. À. Ngày xưa dưới quê đi đi cưới vợ là phải đem đôi bông. Dạ. Đôi bông, dây chuyền, cà lá gì đó ha. Dạ. Dạ. Rồi tới ngày đó đến ngày cưới về là bao nhiêu xa? 1 năm sau. Năm sau. Dạ, cô ơi, cái lần đầu tiên khi mà cô gặp bà đó, cô ấn tượng điều gì? À, lúc trước á, cơ quan mình là ở gần cái chỗ má bán giải. Dạ. Má bán giải ở một cái chợ của thị trấn. Cái nghe mấy đứa bạn nói là đó là má con xã. Cái mình rình mình để ý má chồng tương lai mình. Ấn tượng đầu tiên là nhìn thấy má sang lắm, mà má mặc đồ ủi lắng cót nè. Mà đặc biệt là má mang đôi guốc dông, tới bây giờ mình còn nhớ. Nhưng mà cái gương mặt của má rất là khó, lúc đó mình cũng hơi sợ. Dạ. Rồi mấy đứa bạn nó đồ mới nói là bà Tư khó lắm, mày hậu đậu dở quá, mày về làm dâu 3 ngày chắc mày đi ra ngoài quá. Cái lúc đó tâm lý mình cũng hơi hoang mang, nhưng mà thật sự mà khi mà về làm dâu má thì má rất là thương con thương dâu, má dễ lắm. Hãy đến với chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu cùng hai MC Quyền Linh và Lê Lộc. Đừng ngần ngại, hãy đăng ký ngay tại fanpage Mẹ Chồng Nàng Dâu hoặc gọi hotline để có những kỷ niệm đáng nhớ cùng Mẹ Chồng Nàng Dâu. Cái ngày làm dâu đó thì cô con dâu có làm tốt cái nhiệm vụ của mình không bác?
làm cá hay là bác cứ nấu cơm nấu nước là không biết. Không biết luôn. Không, rồi cái để đó bác đi chợ, nó Thanh ơi con mần cá rô cho má được không con? Cái nó anh Sơn, cái anh Sơn nó để đi chút anh mần cho nó má. Vợ con không biết mần má, tôi nói là chút con mần cho má nha. Tới giờ nấu cơm á, 10 giờ là bác về mới nấu cơm xong, rồi bác mới qua bác bán lại. Ngày nào bác cũng vậy hết. Cái mấy người ta mua giả, người ta nói bà kỳ quá, sao bà không để con mà nấu? Mình nấu nó nhanh hơn nít mà nó nấu cái gì? Nấu xong rồi là bác qua bác bán. Vậy có làm dâu gì đâu? Không, tại vì nó đuôi con gái Út mà biết làm gì. Trời đất ơi. Mình cưới mà gặp gái Út là mình chịu thôi. Út thì phải làm chứ. Nhưng mà lúc rồi, cái thời điểm mà cô mới về, cô không có làm được nhiều việc á, cô có bị bà la không cô? Thật sự là cái thời gian 29 năm, nhưng mà đúng ra là mình làm dâu chỉ có một tuần thôi. Mình nghỉ phép được một tuần để mình làm dâu. Dạ. Rồi sau đó mình đi làm. Mình đi làm thì mình ở tập thể, coi như là ở riêng với má. Lúc đó là cơ quan cách nhà 12 cây số thì mỗi tuần vợ chồng mình về. Dạ. Lúc nào về má cũng đi chợ, rồi má nấu ăn, rồi má nấu ăn ngon lắm. Thì má nói mấy đứa con nghèo chắc cái gì cũng thèm. Lúc nào cũng về hỏi câu con thèm gì. Cái bữa đi thèm bún riêu mà mình nhớ hoài luôn. Má tự má mua cua má giả rồi nấu bún riêu mà má nấu rất ăn rất là ngon. Rồi có hôm thèm bánh xèo á, má tự đổ con dâu có nhiệm vụ ngồi ăn thôi. Má đổ vừa xong thì con dâu nó ăn cũng xong luôn. Tôi má đưa làm con dâu cứ ăn thôi. Má thương con quá. 29 năm trời cô hả? Chắc con nghĩ là hai mẹ con mình có rất là nhiều kỷ niệm với nhau đúng không? Nhiều nhiều kỷ niệm lắm Lộc. Mà nói chung là hôm nay sẵn chương trình, mình cũng chia sẻ với chương trình. Thật sự mà nói, cái mục đích hôm nay mình tham gia chương trình đó, thứ nhất là năm nay má cũng tám mấy lớn tuổi rồi, mình muốn có một cái kỷ niệm với má, với lại cho thay cái lời cảm ơn. Thật sự là mình rất mang ơn má. Tính tới giờ phút này con rất là mang ơn má. Tại vì những lúc con khó khăn, cái thời gian đầu mình sinh em bé thì hai đứa làm chung, rồi công ty giải thể mà hai đứa lại dở kế hoạch nữa. Ông xã mà nghe tin mình có thai, mặt mày xanh lè. Tại vì đâu có dạ. Con tao vui mà nó rơi cái thời điểm thất nghiệp. Mình nhớ hoài cái cảm giác thất nghiệp lắm. Lúc đó thì mình 24 tuổi, ông xã 26 tuổi, rất là trẻ. Dạ. Xanh đó thường người ta về mẹ đẻ, nhưng mà má xung phong, má rước con dâu về, má nuôi miễn phí 100% 4 tháng luôn. Mình nhớ hoài luôn. Rồi mỗi buổi sáng ông xã mình thì ngủ tới 6 bây giờ, má 4-5 giờ thức dậy, giặt đồ sạch sẽ, phơi xong xuôi. Lộc chưa biết đâu, thời đó chưa có tả giấy. Dạ. Cái tả giải anh Linh, thì cái phân su của em bé nó rất là khó giặt. Má giặt mà má đỏ tay luôn, má sưng cái đầu ngón tay đỏ lên luôn. Mà mình nhớ hoài, tới bây giờ mình vẫn còn nhớ. Ông xã thức dậy thì má đã giặt phơi xong hết trơn. Rồi đi chợ nấu cơm thì nói là con ăn thịt kho rất là dễ ngán, đốt lửa than lên khói ngun ngút vậy đó, nướng thịt, con ăn thịt nướng đỡ ngán. Rồi má luộc đậu que cho con ăn để có canxi. Anh Linh với Lộc biết là bưng tới giường cho mình luôn. Rồi cảm giác mình hơi ngại, má nói một câu tới bây giờ mình vẫn còn nhớ: con sanh nở còn yếu, má bưng tới cho con ăn là cái chuyện đó bình thường, con đừng có ngại. Khi nào bình thường mà má bưng cho con thì con há ngại. Con ăn nhiều vô, giữ gìn sức khỏe. Bới một tô thiệt là to đầy, mình nhớ hoài. Cảm giác ăn rất là ngon luôn. Lúc đó mình ú đi không muốn nổi luôn. Mẹ chồng chăm rất là tốt. Xong rồi pha một ly sữa bò, sữa ông thọ. Yeah. Úp một ly sữa vô. Có những cái tình cảm mà mẹ chồng dành cho nàng dâu không bao giờ quên được. Chúng ta có thể nói những điều tích cực để quên đi những điều tiêu cực trong cuộc sống giữa mẹ chồng nàng dâu. Má thì nói: con vô con coi con Thanh sao nó xanh mà nó quạt mái. Tôi nói: kệ nó má, nóng lắm ha. Mình xanh nó nóng lắm. Rồi bà ngoại chồng còn nói gì nữa không? Không, bác cười. Bác cười hả? Cười nói bác cưng dâu. Nếu như mà không có má chồng như vậy á là còn ảnh hưởng tới bà ngoại chồng. Bà ngoại khó. Dạ. Bà ngoại kỹ, bà ngoại thấy quạt là ngoại không cho quạt. Dạ. Mà mình sanh cái mùa hè rất là nóng, không cho coi tivi. Dạ. Thì mình lén lén một câu báo, bà ngoại bà dũa tiếp đó là yếu mắt. Dạ. Bà ngoại mới mét má, mà má binh hết trơn. Cái đó mà má không binh á là chắc hơi mệt luôn, chắc luôn. Bà ngoại chồng la
Xong rồi má chồng mới thấy ngoại la ngược lại nữa. Tức là lúc đó mình sẽ làm dâu hai cấp luôn. Dạ. Bác có hợp với ăn uống với con dâu không? Dạ có. Quần áo có hợp không? Được, ăn mặc đều cũng dễ thương lắm. Ăn mặc cũng dễ luôn á. Dạ, dễ thương lắm. Cũng hợp nhau nhiều rồi. Dạ, thấy cưng lắm. Nhưng mà cảm giác lại xem mình có cái điều gì mà chưa hợp với má chồng mình không? Thì không phải gọi là chưa hợp. Nhưng mà nhiều khi mình muốn má đừng có nhắc những chuyện xưa. Có những người đối xử không tốt với má, má hay nhớ, má hay nhắc. Thì mình không muốn má nhắc để má buồn. Người già thì nhắc chuyện xưa à. Nói má nên nhớ những chuyện xưa mà chuyện xưa vui á. Chuyện xưa buồn má bỏ qua đi. Để ảnh hưởng tới sức khỏe, tại vì má có bệnh huyết áp cao. Ok, nay nhắc chuyện xưa chút đi. Chuyện xưa của dâu mình á, hầu đậu sao cô đâu bác nhắc thử rồi sao. Nhiều khi có con về cái nó má, má đừng rửa chén để con rửa má. Ôi xuống quậy quậy hồi bể hai cái tô. Thôi con đứng dậy con đợi má con. Con đừng rửa đứng dậy nha con. Rồi thôi vậy thôi chứ không có gì hết. Vậy thôi hả? Dạ thấy thương lắm. Mỗi lần mà vợ chồng cãi nhau thì thường là mẹ chồng bên ai? Dạ mẹ đứng về phía em. Ông xã thì ổng nói chung cái gì cũng ok hết. Có cái bạc ham vui. Bạn bè mà alo rủ đi nhậu thì nhiệt tình lắm. Có khi về khuya bực quá không biết làm gì mét phụ huynh. Tội nghiệp má từ Sài Gòn má về má giải quyết. Má tụng ông xã nguyên đêm đó. Ông bỏ ăn luôn. Sáng hôm sau ổng ăn không nổi luôn. Lúc nào má cũng ủng hộ. Nhưng mà chờ bà má đi là ba ông có tụng lại không? Dạ ông dám hâm mét tiếp. Má nói nha, cái thằng Sơn á, nó có gì con cứ điện cho má. Má về má xử nó liền. Con hay đi. Nói trước mặt nó luôn. Dạ, trước mặt sau mặt thì nói luôn. Má ủng hộ luôn luôn. Ủng hộ, mặt dâu cũng ủng hộ. Dâu có ác, dạ. Hiền là đàng hoàng lắm. Dạ. Không có nói thêm cho chồng. Chồng làm gì nói y vậy rồi bác. Hiền mà. Chị Hiền mà nhìn mặt rất là hiền luôn. Mà con để ý là mấy bà mà lớn lớn tuổi á cô, là hay có cái tính tiết kiệm lắm. Đúng. Có bà... tính tiết kiệm. Nhưng mà má tiết kiệm cho bản thân của má. Tính tới thời điểm này má vẫn còn cho tiền mình. Thấy thương lắm. Từ Vĩnh Long lên Sài Gòn thăm má. Tội nghiệp vô phòng. Thanh vô má cho 1 triệu nè. Trời ơi. Đổ xăng về. Sơn má cho 1 triệu đổ xăng về. Trời, dành dụm lâu lâu. Tại vì má ở nhỏ lên. Em à, nhỏ em rồi lo bà hết. Thành ra bà không có xài. Dạ. Rồi tội cầm tiền mà xúc động lắm. Không có nhận. Nói đáng lý con phải cho má. Rồi sao má cho lại được đây con. Con ngại nói con đừng lo. Má tiền nhiều để làm cái gì? Tiền nhiều làm gì con? Má già rồi. Chú bạc đổ đổ xăng. Chú mượn con có 1 triệu mà con không có từ con đòi hoài. Chú không biết con hỏi chị chỉ nhà bà đi nữa. Để có gì xuống dưới. Bữa nào con ghé bác về nữa nha. Không còn 1 triệu nào không? Chuyện nào con có về cải tàu á. Bác có căn nhà đang ở trống. Có gì con ghé ra. Căn nhà bỏ trống luôn kìa. Căn nhà bỏ trống luôn á. Hai ạ. Trời, gần Mỹ Thuận đó anh Nguyên Linh. Cái tàu sát Vĩnh Long á đúng không? Qua cái cầu rồi tới cái tàu. Còn cái vụ 1 triệu đó có không? Ghé lâu lâu khó luôn. Cho 1 triệu con có 1 triệu rồi hoài. Con nào chú xin này cũng trả cho con. Hôm nay là bị bể mánh rồi. Tại vì má kêu hai vợ chồng vô phòng đóng cửa giấu. Giấu chị chồng với em chồng. Nhưng mà hôm nay lên chương trình đây rồi. Bể mánh hết. Rồi tình nghĩa chị chồng với em chồng hồi nào rất là tốt đẹp. Rồi sao chương trình này không biết có dồn nhìn mặt nhau không? Phải sống gì thế nào cho mượn không bán, thuê lắm cũng được. Rồi hôm nay thì có cháu gái gửi một lá thư. Không biết cháu gái nói gì đây. Con đọc cho bác nghe nha. Đây là lần đầu tiên con viết thư cho nội và mẹ. Con có một sự mắc cỡ nhẹ. Con rất vui vì nội và mẹ lên sóng chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Đây sẽ là kỷ niệm khó quên với nhà mình. Con thiệt là may mắn và chưa từng chứng kiến nội và mẹ có mâu thuẫn với nhau. Còn các cô bên nội á, thì lúc nào cũng quan tâm yêu thương mẹ. Nhớ ngày trước mấy chị em con hay nói giỡn với nhau. Chỉ ước sau này làm dâu sung sướng như mẹ. Con không có nói lố đâu. Nhưng mà nội là hình mẫu mẹ chồng lý tưởng của các nàng dâu đó nha. Yeah. Yeah. Cuối thư, con mong nội luôn luôn sống vui khỏe, lâu thiệt lâu cùng con cháu. Con mong ba mẹ sắp xếp thời gian rảnh,
ghé lên thăm nội thường xuyên hơn để cả nhà ta lại quây quần vui vẻ. Con Bảo Trân. Dạ, bà nội rất là cưng Bảo Trân. Dạ, cưng cưng quá rồi hả? Dạ, cưng. Thì chắc để cái nhà cái tàu cho Bảo Trân. Không cái nó nặng nha. Nội để thờ đi. Chứ giờ con có nhà rồi, con không có lấy. Không nằm nhà cái chân hả? Không, nay cậu để cái nhà thờ. Thí dụ ai về đưa chìa khóa vô nhà, ăn uống, nấu ăn, nấu uống rồi đóng cửa lại rồi đi. Thì đưa chị chút đưa chìa khóa con trước luôn nha. Con là bà đưa liền, bà không có sợ đâu. Rồi, con cảm ơn bác rất là nhiều. Dạ. Có nhiều gia đình ở đây rất là tuyệt vời. Gương mặt bác rất là ngậu ha. Cũng tóc tóc mặt trắng như bà tiên ha. Thằng chị đây cũng rất là phúc hậu. Và những cái nụ cười này làm một sự kết nối chặt chẽ giữa mẹ chồng nàng dâu với nhau. Tụi con cũng mong muốn rằng bác luôn vui khỏe, hạnh phúc cùng với con cháu ha. Gia đình mình luôn luôn hạnh phúc và bình an, thành công rực rỡ chị nha. Tụi con có một cái kỷ niệm nhẹ nhàng thôi, để lâu lâu những này nhớ là bác có tham gia chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Thấy con Lê Lộc nhớ nhớ để bữa mượn nhà có cho cho lại.